Hàng phục con tinh Mã Hầu. Hòa thượng không nỡ thấy người khổ sở, cho nên trị cho nhiều người mang bệnh quái gở. Hòa thượng nói: đây không phải là tôi có năng lực gì hoặc có thần thông chi diệu dụng, đều là do Phật Bồ Tát gia hộ. Cho nên người nào thành tâm tất sẽ có sự cảm ứng của Phật Bồ Tát. Hòa thượng kể: con người có rất nhiều bệnh, đa số do nghiệp chướng tới đòi nợ, đó cũng là bệnh tà. Mà có một số người biết được bệnh tà tức bị ma nhập. Lúc tôi ở Đông Bắc đã từng gặp một con mèo trúng tà bị ma nhập, cả ngày nó nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Nói chung là nó đã phát điên. Loài mèo này nếu chết sẽ thành mèo ma đi phá hại người, làm cho người ta mê muội hồ đồ không biết gì. Tôi gặp qua rất nhiều hiện trạng như vậy. Tôi nhớ trong hội đạo đức ở Đông Bắc có một cô chủ nhiệm ban tập sự họ Từ. Lúc đó có một em học sinh bị ma nhập. Cô Từ tưởng mình là chủ nhiệm ban tập sự có địa vị và quyền lực nên đích thân trị bệnh cho em này. Trước hết cô ta hớp một ngụm nước rồi phun lên mặt của đứa nhỏ. Ma này không sợ bị phun nước lạnh, nó không những không bỏ chạy mà còn nói: cô muốn trị tôi hả? Tôi nay sẽ nhập vào người cô đây, xem cô có cách gì. Lúc đó đứa bé thì trở lại bình thường, nhưng cô Từ lại bị trúng ma trúng tà. Từ đó cô phát ma khí, không thể ở trong hội đạo đức, phải đi về nhà. Ở nhà mỗi ngày cô đều bị ma đến quấy rầy, khiến cô không yên. Ma này là ma gì? Đó là một con khỉ lớn, tinh hầu này nhập vào giày dò cô, nói nó thương yêu cô cỡ nào, rồi mê hoặc cô để quan hệ với nó. Sau đó cô bị ra máu ở 7 chỗ. Con tinh hầu này còn hút hết tinh khí của cô, khiến cô thoi thóp chờ chết. Hội đạo đức nghe nói Tam Duyên Tự có hòa thượng phương trượng là Dương Hiếu Tử biết trừ ma, bèn cho người tới chùa thỉnh hòa thượng về nhà họ. Nhưng việc gì hòa thượng cũng bảo tôi đi, chứ ngài không đi. Lần này ngài lại sai tôi đi. Trước đó họ đều nói với con tinh hầu là họ đã đi mời ai đến rồi. Con tinh hầu nói: mời người đó chỉ tốn công thôi, ông ta cũng chẳng làm gì được tao đâu. Dù bọn bay có mời được tế công tới đi nữa, tao cũng không ngán. Dường như con khỉ này cái gì cũng không sợ. Đợi khi tôi tới nơi, nó bèn nhập vào cô và bắt đầu đấu pháp. Cứ đấu, 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 đấu hết 2 ngày như vậy, tôi mới hàng phục được nó. Cô Từ nhờ đó mà thoát chết. Ha ha ha, 问什么的说